giải pháp để cho các bác nghe nhạc hay. Các bác đang có những mẫu âm ly hoặc những đôi loa chất lượng chưa được ổn, thì đây là giải pháp để tăng thêm độ hay. Các bác dùng mẫu lọc này, nó có thể sử dụng được để nghe nhạc, hát karaoke hoặc là xem phim, bởi vì đây nó là bộ phận chỉnh âm sắc trong audio hay gọi là âm thanh, trải chỉnh dài âm bass, dài âm mid, dài âm chép. Mẫu lọc Inkel 7080 của Hàn Quốc, hàng bãi zin tuyệt đối, giới thiệu với các bác. Và đang có giá cực kỳ tốt là 3.800.000 đồng. Một mẫu lọc đẹp, đèn to, chất âm hay. Đó. Bề ngang của sản phẩm là 44cm. Mẫu lọc này có màu là màu xám lông chuột, nó gần như màu bạc một chút nha anh em nha. Anh em hoàn toàn có thể đặt mẫu lọc này vào con âm ly màu bạc phía dưới hoặc là màu đen cũng được, nó gần như màu trung tính con âm lọc này. Đó. Anh em hãy nhìn xem nội thất đi, nội thất mới kem vì đẹp. Đó. Không han gì, điện 220 và lọc có hai tín hiệu đường vào, đó là đường line và đường tép. Anh em có thể đến tận nơi theo địa chỉ cửa hàng theo tấm biển màu đỏ này, Minh Audio Hà Đông, Hà Nội, gần ngã tư Văn Phú, chung cư Victoria. Đường vào line, đường vào tép. Đường vào nó là giống hệt như trên âm ly anh em nhé. Khi anh em bấm chạy đường nào thì anh em phải bấm mặt trước, nó có đường chọn để nhận tín hiệu. Còn đây là đường xuất âm thanh xuống âm ly. Đây là đường vào, đây là đường xuất ra xuống âm ly. Còn đường vào còn lại bên này. Lọc dùng điện 220, số series là 056, điện 220. Inkel 7080. Đẹp keng luôn. Bề ngang 44. Tôi sẽ chỉnh một kiểu nhạc để anh em nắm được và nói qua các chức năng của mẫu lọc này. Đây là đèn nháy. Đó. Nút này là nút đường vào, đường live và đường tape như vừa nãy đã nói đằng sau anh em nhé. Lọc có 6 kiểu nhạc ở từng hệ một. Đây là hệ người dùng, hệ của máy là A, nghĩa là máy đã lưu sẵn 6 kiểu ở chế độ A và 6 kiểu ở chế độ B. Đó. Còn mình muốn sử dụng nữa thì mình có để chế độ user. Đó, user. Đó, 6 kiểu theo ý của mình, nghĩa là mình chỉnh và mình lưu cái khuôn nhạc theo ý thích của mình. Còn lại nếu các bác không thích chỉnh thì các bác có thể để chế độ A, có 6 kiểu khuôn nhạc tương ứng. Các bác muốn biết khuôn nhạc như nào thì bấm vào từng cái số 1, số 2, số 3 và xoay thử một cái thì nó sẽ có khuôn nhạc nó nằm đây. Nó là các cái giải âm bass mid chép. Ở phía đầu là âm bass, ở giữa là mid và cuối cùng là âm chép. Đó. Và bên này là chế độ flat cũng tương với chế độ chưa có lọc, giống như Equalize Fit anh em nhá. Equalize Fit là không có lọc. Thì mình tắt đi. Còn đây là nút nhớ. Cái núm này là mình để xoay, để con trỏ nó ở đâu thì mình sẽ điều chỉnh lên xuống cái tần số bát chép. Đây tôi sẽ chỉnh cho anh em theo cả này. Đừng ngăn gió vào khu chỉnh cho step nha, làm đầu đây. Vàng khô tay vào đưa tiến người chính lời là hát rồi. Nghe gió bay về ôm súng cầm cánh trong sao trời lấp lánh, tưởng về đôi mắt cô nhân chiều xưa. Mình chỉnh xong mình có ấn vào nút nhớ và chỉnh ấn vào cái số mà mình muốn lưu. Đó. Nó có 6 số này này, anh em muốn lưu nó vào số nào cũng được. Và sau khi mình chỉnh xong mình không thích mình có thể chỉnh lại và lại ấn lưu lại một lần nữa. Rất dễ sử dụng. Tôi sẽ đại cái năm tre vào để anh em sẽ cảm nhận thêm. 7080 là một mẫu lọc gần như là cuối của cái dòng Inkel 3050 40 40 50 10. Đó. Và giá đang cực tốt, 3.800.000, hàng bãi zin đẹp. Có lọc vào thì các bác nghe nhạc hoặc hát karaoke, giải âm nó sẽ trong, nó rõ, nó căng, tròn.
Đây là giải pháp để cho những con ôm ly kém chất lượng hoặc những đôi loa kém. Các bác đợi chút tôi sẽ cho nắp kè vào nha. Hàng bán bao các bác test 2 tuần và chốt luôn một từ là zin zin. Đó, có nắp che vào như vậy đúng không? Góc cạnh đẹp mê mê mệt luôn. Màu xám đông chuột, nắp bên trên là màu đen. Lắp vuông vức không sức mẻ, chỉ có vết bẩn do để đồ lên thôi. Không có lọc. Không có lọc là thanh nằm ngang. Thấy nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời ta đi sâu vào tâm tư, không ta theo cùng hư vô, không theo tháng năm phai mờ tình nào. Vâng, xin chào, xin hẹn gặp lại anh em. Các bác có nhu cầu mua thì alo trực tiếp, nếu ở xa đặt cọc tiền cửa hàng sẽ gửi đi cho anh em.